Nhưng em hỏi Cường rằng làm cửa slim thì cần những mặt cắt nhôm như thế nào, thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ cho anh em luôn nhé. Ở trên đây đó là những cái mặt cắt nhôm của hệ Super Slim 40x10 anh em nhé. Cái hệ Slim 45x16 thì nó cũng tương tự thôi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái thanh nó trơn như này, gọi là thanh trơn, thì để làm cái thanh đứng của cánh. Thanh đứng của cánh. Tiếp theo thanh đứng của cánh nữa thì chúng ta sẽ cần một cái thanh có cái tai như này, nó cũng giống như thế kia nhưng nó có thêm có tai nữa. Để làm gì? Để ví dụ như là hai cánh như này. Thì chúng ta sẽ cái thanh có tai này nó là cái chỗ tiếp giáp giữa hai cánh anh em nhé. Đấy, ok anh em hiểu. Ở phần này chúng ta sẽ làm sẽ là cái phần để đi kính vào đây. Đó, và đây cái mặt cắt này là dùng để cái thanh trên dưới, thanh ngang đấy, thanh ngang của cánh nhá. Đấy, sau cái phần cánh thì chúng ta sẽ cần phần dây treo đúng không? Dây treo thì có những cái mặt cắt này, dây đơn, dây đôi và dây ba. Thế trong trường hợp ví dụ như là bốn cánh thì chúng ta sẽ nối hai cái thanh dây đôi với nhau, thì chúng ta sẽ dùng cái thanh nối cánh như thế này. Cái ngoài ra thì còn có phần ốp che dây và khuôn bao tường nữa. Ok anh em, đấy để mà làm một cái bộ cửa slim, super slim đồng bộ thì chúng ta sẽ cần nhiều mã nhôm như vậy. Thì ok, chúc anh em nhận được nhiều công trình nhá.